Rồi chào tất cả các bạn nha. Bạn thấy cô Út mình đang mua bánh mì thấy chịu đời nổi không? Chuyên gia ăn giặt là vậy các bạn. Bữa nay hai anh em mình ra sông Tiền bạo cá sông Tiền các bạn ơi. Hiện tại thì mình đang ở trong chợ thị trấn Cái Đò. Đang đợi cô Út mình mua xong rồi nè. Niêm da. Bữa nay ra đó bạo cá về ăn coi. Ở nhà hết cá rồi các bạn ơi. Ra đó kiếm mớ cá về là ăn cái tuần lễ không hết. Giờ hai anh em mình đi thôi. Ra đó đi kiếm dạng cá Hugo ơi. Rồi bữa nay ra đó chủ yếu mình giăng lưới ốp cái bè bạn với ta lưới 5 phân 3 màng á. Gần hai tay đó thôi là ăn đuối đuối luôn rồi. Nay ra đó coi tình hình cái nước nôi nó đứng lâu không, nếu mà nó đứng lâu á thì mình ra đó mình giăng thêm tay 5 phân nữa. Ai gọi giờ này trời. Bữa nay các bạn khô ráo ha, chứ mấy ngày trước thôi mưa quá trời mưa, sáng sớm là mưa. Anh em mình mới giăng lưới xong. Mà bữa nay ta lưới ốp bè một cắt nó để nó rớt cũng sao mất tiêu rồi. Đúng bụi con chuồn chuồn chứ. Mà rớt dưới hay là bị giang hồ tẩu cũng không biết nữa. Để chặn cái ghế đó. Mấy bữa trước còn mà sao bữa nay xuống mất tiêu rồi. Bữa nay giăng lưới 5 phân 3 màng không hả bạn ơi. Ta lưới cắt ốp bè thua rồi. Để bữa nào sắm tay lưới mới rồi chứ sao vậy. Đúng bó tài chứ. Nghe bị ta lấy mà, nghe chẳng cái ghế. Chứ không phải gớt đâu, ta để xuống cái bẩn đó, như cái túi bên đó đó, đâu có gớt. Nào giờ để đây đâu có gớt đâu. Đi sáng xuống mất tiêu ta lưới luôn. Uổng thiệt chứ. Mới dần ta lưới 5 phân ở đó một tay. Chứ ở phía sau bè của ông cũ một tay. Giờ hai anh em mình chờ đợi, ta lưới tắt. Nghe chẳng cái ghế nè. Ờ không hiểu luôn. Đây hai chồng cường. Mất một tay 8 phân 3 màng nữa. Dạo 3 mét á. Mất cặp luôn á. Ờ mắc hai tay luôn cho vui. Thì đó, nếu mà tuột tuột ở trên này tay dưới nó dễ gì tuột nổi. Nó có cái bẩn à. Chưa gắt không? Nó mới mà. Nè chồng Cường ở Bình Dương bán nước tương nha. Này lên chơi của nhỏ con gái nè. Đó, cột cái dây chân quyền thoại nè ở dưới ghe. Giờ hết cọc rồi, lớn rồi hết cọc rồi. Phải lấy lướt cho năm. Bé. Mốt cọc ngang. Anh em mình chắc cũng tầm 2 tiếng nữa mà mới đầu đi thăm lưới mới dăng xong. Mà ra đây thì nó hơi trễ rồi, nước hơi lớn quá nên tranh thủ dăng luôn. Ngồi chờ đợi thôi, khoảng 2 tiếng nó bắt đầu nước nó đứng bắt đầu mình cuốn. Ta lưới trên cái mỏ nó cái điểm mới lâu lắm mà không dăng trên đó đó. Lạng quạng hồi nùi nùi á. Giờ hai anh em mình đi thăm lưới cả nhà ơi. Nãy giờ khoảng 2 tiếng rồi. Đứng bá đạo ghê luôn. Nay gỡ cá thuốc móng tay luôn. Bữa nay gỡ cá thuốc móng tay nữa rồi. Nói cho lắm vô. Mất giang hồ tẩu hai ta lưới. Nó tẩu lần cặp nó mới vui. Ừ mà tẩu ta lưới bự mới ghê chứ. Hôm nay ba bè này nó trúng đậm mà, cá bự rồi. Ủa không bè ăn cũ vậy mà giang hồ nó tẩu thì hay. Thì kết chứ. Ăn cắp tay thôi vừa lợn tay cho mình. Quốc lực hai tay luôn. Này tới phao. 5 phân 3 màng nha, gỡ cá thúi móng tay nè. 5 phân 3 màng cả nhà. Trời gọi gì không nội. Gì? Chưa gì hết trơn gõ rồi. Ừ. Cặn vậy. Dằn lưới này tốn lắm bạn ơi. Nhất ba cái gọ nè, tốn lưới gọ cố. Đó, trời ơi. Lên lưới cả nhà ơi.
lên cá vậy. Quên lên. Chết chưa. Gỡ cá thúng tay nè. Lên cá. Lưới mới cáo ha. Lưới mới toàn luôn. Trời trời. Hối thần cục gạch. Hối thần cục gạch luôn. Gạch nữa, họ cầm nó lủng lưới luôn. Lủng mọc. Thì đỡ đi. Lên cá rồi, lên cá rồi. Cá đâu không thấy chân ta? Lưới trắng quá. Ta lưới mới to luôn. À. 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 Chưa. Ủa con nè thú ơi. Ngon lành cạnh tranh. Ủa quá trời luôn thú ơi. Ủa gỡ lên cá nè. Thấy cá không? Quá trời cá luôn. Hấp dẫn. Bạn thấy mệt chưa? Nói tối với lưới năm phân này là dính cá bự mà. Lưới ba màng cũng bự chứ không? Đâu nhỏ. Cá rảnh đồ không à. Anh mỗi hai ra đây thôi bào cá kinh khủng. Anh hai mình mà gỡ cá rồi một cái nó về khỏi cần đánh dãy luôn. Về với chỉ việc làm cái thôi khỏi cần đánh dãy. Trời ơi tôi cạo dãy sẵn cho rồi không chịu nữa. Đúng rồi cạo dãy sẵn hết rồi. Mỗi lần mình ra đây có số mình sao á là con tay còn gì hết á. Không còn móng tay. Lại mình không quen để móng tay nó dài dài bạn ơi. Rú ra xíu là cắt hết rồi. Đó chóc dãy hết trời. Mỗi lần ra đây mình có đẩy mặt lưới này khó không chết rồi, không có tay. Ngay gỡ cá đã luôn, mới đầu lưới luôn á. Nó nói chứ ra đây không bao giờ bị bể đầu vụ ăn lưới. Cỡ nào cỡ cũng ra clip được. Cỡ nào cỡ thế nào cũng phải có cá xách về. Cái bè đó bữa nay văng lên đầm. Gặp ông đang cho ăn thứ gì chịu nổi. Mình văng ba bè bạn canh ngay chăng lúc mà họ cho ăn á. Cá dù. Cá bắt đầu nó bu lại bè á là văng lưới dính dữ lắm. Móc, cả móc, cả móc, cả móc vậy. Bữa nay cá bự không ta. Cá dính gì còn đôi nữa. Cái dảnh này về làm chả thứ gì chịu nổi. Chả chiên, chiên muối mặn. Ba mình là thích chiên muối mặn á cả nhà. Muối phải mặn á, ăn với cơm. Mình phải dầm chả và ăn dầu hủ qua hầm. Đó. Ấm hỉnh, ấm hỉnh. Quá ấm luôn. Quá đã, quá đã. Cái điểm này lâu lắm mà không văng nè. Đúng rồi. Tính ra cũng 2 tháng có rồi đó. Lúc trước mình văng phía bên kia không à. Bên đây cũng bỏ lâu mà. Không có văng lại. Một là điểm này à. Lần đầu tiên luôn á. Lần đầu tiên hai anh em mình văng là ra đây văng nè, phía bên đây. Cái rảnh này cũng bự quá, bây giờ gỡ ra xuôi nó hơi khó chút. Xé lưới thì dễ rồi bạn, nhưng cái túng lưới. Túng lưới. Uổng lưới. À, mè hôi, ô mè dúi. Mè dúi. Mè rảnh. Rảnh. Tập trung vào chuyên môn nha Thu. Rảnh. Thấy cá mê quá quay trên trời nha. Có ra. Rảnh. Ô xuồng sao chua. Nước chảy xua đục luôn. Sao? Ừ. Sao dính con chồng đó vậy? Kìa 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 con kìa hay. Bông lao. Con dưới kìa thấy à. Con gì vậy? Nè đó, đó đó đó. Sơn mà lớn cũng dính trời. Sơn này mới đẻ nè. Mới nở. Sống không? Sống. Dính lưới nữa. Lưới bự không? Vậy mà cũng dính được. Chắc nó cắn lưới nó ngứa răng. Ngứa núa. Mới mọc răng ngứa. Đi cưng. Ờ. Còn sống. Ủa mà sao cái sơn xíu không vậy? Nó hai ba con đi chăng ổ sơn sao vậy? Nó đi chung á. Bé bé không à. Còn mấy cái sơn người gai góc hơn chứ. Mình mấy cái gai không. Cái sơn ăn ngon lắm cả nhà, thịt không à. Cái sơn này nó chịu bắt nó ăn dễ lắm bạn. Qua anh cồn văng là lỏ đã bạn, nù nù luôn á. Cồn. Cồn. Á lỡ gần. Cá văng á thì bể lưới hư lưới. Thảy xuống chui gì. Gọi gì ta? Cá sơn nữa. Còn này cá sơn nữa. Dính ba con cá sơn liên tiếp đi chung rồi. Sơn bự bự trọng trọng chút là ở đây bán 100.000 ký đó. Dạ, mắc vậy? Ừ, mắc lắm. Thịt nó ngon mà. Thấy gai góc chứ thịt nó ăn ngon. Thì nó thịt không đó. Trời ơi, cá sơn. Gài nó nội rồi.
bởi dân tiền xong tiền là sợ dính cá sơn. Ủa, có dảnh luôn, cá dảnh bự, dảnh bự bự không ta, mấy cái dảnh này kéo xu nó sao kéo được kìa, cá bự bự không, cá bự bự. Bữa nay cá bự bự lâu lâu ra đại chiến cái mấy cá này nè cả nhà, về muối mặn ăn từ từ á ngon lắm. Bữa nay chắc nghi chở kinh về không nổi nữa quá. Không mà bữa nay không có ta lưới bao bè chắc kinh về chắc cũng nhẹ chứ không nặng mà. Có lưới bao bè là kinh đuối luôn á. Bao bè là nhờ mấy con cá cái vô. Cá vô, cá ba sa, vô đếm gì đó. Bao bè đó cá Vinh cũng nhiều lắm, con nái nái mà có nó có đỡ. Con nái nái không hồi đó con. Nái. Là con bự hả? Bự nái nái á. Hồi nãy giờ bộn không? Nhiêu đây là đi chợ là nhiêu đây là ăn dư, ăn là dư một bữa ăn luôn cả nhà. Dư sức. Đó. Đâu rồi? Ôi tôi cái gì vậy? Ôi, đùm, đùm. Cô quậy xuống mặt nước không thâu. Ô này nguy hiểm quá. Không, mới dở lên nè, cái dính tôm rồi. Tôm nha. Lâu lắm rồi mới thấy lại dính tôm. Tôm nói chung mùa này tháng này cũng ít rồi. Kẹp rồi. Trời. Kẹp nè, hồi về tao xử mày luôn với nó kẹp tao. Nữa nè. Dân xong tiền gì đâu á. Chuyên nghiệp rồi mà bị tôm kẹp nữa chứ. Kìa, yeah. Cá dảnh. Mời dảnh, mời dảnh. Tôm kẹp đau dữ ta. Nhất à? Ừ. Tôi về tao mà tao ăn mà tao nhai luôn cái dãy mày. Không bỏ cái gì hết. Dám kẹp tao. Bẻ. Về đầu tiên tao ăn, tao bẻ lội càng mày trước. Vậy đó, tao sẽ bẻ lội càng mày trước. Tao nhai rồi thấy. Kiện cá bóng. Bóng luôn mới ghê. Thứ gì cũng dính hết. Bóng chụp queo à. Lưới bự vậy mà mới dính mấy cá gì. Cá sơn, cá bóng không ta. Bóng còn tôm nữa. Ô, cá bóng nữa. Về kho tiêu luôn. Ghê thiệt. Ghê thiệt chứ. Trời ơi. Vậy? Cái gì lòng tông hả? À? Linh. Linh. Linh nhỏ. Rồi đó đó, đó nó dính nhiều, chặn cái mỏ. Đó, không còn dưới nữa rồi thôi. Ủa. Cá khóc à? Chờ. Khóc đực. Con ra đây con gành cá dữ ta. Biết được mấy lời. Ra đây con gành dữ nha. Hồi đó, hồi lúc mà trước khi anh hai mình đi xong tiền là mình không hề biết cá ngát cả nha. Bữa anh hai anh đem về lần đầu tiên mình thấy là mình nói là con đó là con cá chê. Ra đây tiếp từ 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 cũng biết được cá sủ. Rồi siêu to khổng lồ. Cá móng nữa kìa. Cá này nè, giống cá sủ chín dữ đó. Ai? Chú Hiền á. Dạ. Hiền lưới á. Biết đâu tới bữa nay tới lượt mình ha. Mình sao trời. Cá sủ chín cái rưỡi giàu to luôn á, chịu mấy á. Biết đâu bữa nay tới lượt mình. Cắp đực không nhiều dữ vậy. Ủa. Xịn xong. Cái cóc đực nữa. Này cóc thiệt nè. Cóc thiệt chứ không phải cóc giả nha. Cóc này là cóc thiệt á. Cóc thiệt. Cắn lưới wow. Wow. Cũng muốn tay bực mình ghê. Rồi. Thu ơi, Thu ơi. Con cá gì nữa trâu luôn. Cá gì đen đen nha. Cá he nghẹ. He vàng. Ôi, thôi, ôi trời. Thật là may mắn. May mắn quá trời may mắn. Thật là may mắn. Chứ xảy rồi. Dảnh luôn. Này cái dảnh nhiều ta. Rồi luôn đứt con tay luôn. Xước à. Nó mềm á. Tại thấm nước á, con tay nó mềm. Đó, lưỡi trâu luôn, xịn xong luôn. Cá lưỡi trâu hả?
cá đó anh. Ngon. Cái này quá cái lưỡi trâu cái gì quên ta? Cái gì quên à? Cái gì? Giống cá lưỡi trâu không phải, gọi là cái gì? Nhưng quên ta. Ừ, em đi chợ cũng hay thấy. Ừ. Quên tự nhiên quên. Quên ngay xưa. Em để em bắt. Tự nhiên nói xong em cũng quên. Ngồi lớn lớn lên Thu ơi. Quá gì cá luôn Thu ơi. Trời đất ơi. Không bắt được mày đâu. Nghe cá nha. À. Cá này thường thường người ta ta bán để chiên xả cả nhà. Tự nhiên giờ cũng quên. Cuốn lên kìa, nó cuốn lên kìa. Cái này là cá thú của ta thiệt rồi bạn ơi, thú cả bàn tay luôn. Thúi luôn. Nó nói ra đây nổ thoải mái đâu ai biết. Chỉ có hai anh em mình thôi đâu sợ bị ném đá. Rửa mặt ơi, nóng quá. Lâu lâu ra đây nổ đâu ai biết. Nổ hơn bom nguyên tử nữa. Đó, lên nữa nè thôi. Lên. Mê chưa? Ai kêu sao mà? Sơn khùng. Sơn khùng với thằng đen. Mr. đen. Nghe kêu hơi hơi. Con này bắt đầu nhiều nè. Xích đằng đó đó. Xích đằng đó. Đó thấy chưa? Cá sơn cái gì á? Nào. Ở dưới á. Ừ. Ơ vậy, gỡ ghét mà vậy nó dính lên tới luôn, tới cái mặt. Còn không? Hết rồi. Trời cá nhiều mà. Ngồi lính tới đầu luôn nè. Anh tại vậy anh gỡ anh quào cả nhà. Cái nó bị văng từ lưa chứ. Có sơn xịn không? Trời, có cá dính kìa, cá dảnh luôn. Không có sơn mượn nha. Ừ, cái sơn ngồi cái gai không. Đụng vô cắt. Nó rồi. Đụng nó rồi. Lấy kéo đi. Cắt kỳ nó đi. Lấy kéo cắt kỳ nó. Mình mấy toàn là gai không. Lấy kéo cắt kỳ nó. Đụng vô nó rồi thôi, chỉ máu. Mày hả mày? Ủa. Kéo lên nó đó, đó. Quá trời cá luôn rồi. Cái này hai tay lưới này thôi gỡ đuối rồi. Khẩm xuồng. Khẩm xuồng luôn. Khẩm xuồng luôn. Ngồi xe ba gác chở về luôn, chở cá về. Đó, lên chưa, luôn. Chưa, kéo lên là kéo lên nè. À. Cái rảnh khúc này. Cái ở nếu mà ở gần gần đây á mà buồn buồn đi nha, văn úp mé chơi chơi vậy thôi là cá ăn dư sức luôn cả nhà. Bỏ đống tiền đi chợ. Ừ. Ở trong mình cái rảnh người ta bán cũng mắc lắm chứ bộ. Nói chung ở đây mình chịu khó một xíu mà, ra văn xíu rồi bỏ. Nhưng mà ở đây không ai văn nha cả nhà. Mày úp mé kiểu như chỉ có chứ người ta ở đây là người ta không có văn văn úp mé kiểu như trong đây đâu. Tại cá này nói chung ở đây cũng hơi khó bán. Ở đây ta ăn cá bự. Cái rảnh này 20-25 ngàn ký bán người ta nhiều khi ta không mua. Ừ, cá lồng tông luôn kìa. Nước bự dính cá lồng tông rớt ra luôn kìa. Ra mồng tơi đâu đây nữa. Mồng đó. Rảnh nữa. Ấm hỉnh, ấm hỉnh. Mê rảnh. Cái phao mà giờ nó lên ấy luôn kìa. Nó lên cái gò á. Trời ơi, đi rước hai chị nương thấy được nhiều không? Bà bơ cái ghe chà bá lửa luôn, bà đi rước hai ông kia kìa. Mít tờ đen. Quá trời cá thôi ơi. Quá trời rồi. Tại này nãy giờ cũng nhiều ghê chứ một. Thường lâu dân lại đây chúng. Thường hai anh em mình dân cá này về á là đâu phải ăn ăn á, về chia cho mấy cô nữa cả nhà. Bởi vậy mỗi lần ra đây quá trời cá luôn. Nhiều á. Nói chung mỗi lần ra đây ăn gì hết bạn. Mỗi lần tính ra anh em mình ra đây không là dân cũng khoảng 20 kg cá có hơn á. Đâu nào dưới 20 kg. Nhiều khi ấp 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 bè. Ấp bè. Ấp bè nó bè ấp mè. Có không có không? Có đây gai à. Có lại gai hả? Cái hồn dân cá sát nè cả nha. Con này nhiều lắm á nha, cá rảnh quá trời luôn á. Con này con nhiều lắm luôn á. Nhiều dữ lắm, cá rảnh không? À, rảnh tiếp. Kéo lên là có cá, kéo lên là có cá. Ôi, rồi. Dính lưới rồi không? Dính đâu xảy rồi. Rồi xảy cá rảnh rồi. Lo lý sự. Cái gì tìm lên quá vậy? Không được
cái gì ơi, đem lên bửng bửng kìa, lo lý sự không à, gỡ 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 đi. Nó buông nó bật cái bồ quá vậy cả cả nhà ơi. Đó, khẩm xuồng rồi, khẩm xuồng rồi. Trời ơi quá trời rồi. Trả lại chưa thu. Thôi. Mày uống nước đó nha. Khẩm xuồng. Thấy chưa? Thấy chưa? Kéo lên là có cá, kéo lên là có cá. Ngon lành canh chanh. Ngon luôn cành đào. Ngon luôn cành hẻ. Cành hẻ hả gì? Công nhận hai anh em mình xàm dám ăn chứ. Mỗi lần hai anh em mình ra sông Tiền giống như cái chợ vậy đó. Thường ngày sông Tiền yên tĩnh lắm. Nhoi. Hai anh em mình ra thôi. Cỡ như cái chợ mà Bến Thành Sài Gòn không có cửa. Trời ơi, thôi, quay đất thôi. Cái mẹ có giật không? Không có giật, cái này nó mạnh lắm. Trời ơi. Lên. Tim lên bự bự mà. Cái mẹ hả? Cái mẹ. Tưởng đâu cốc đực chứ. Vô rồi, vô rồi. Ôi trời. Mẹ ông nội ơi. Giờ giờ đấy chưa? Trời gì bắt lan. Hai mới kêu Thu ơi, họ có vợt không? Dòm giáo giác chưa thấy vợt hả? Vợt lên luôn rồi. Cái này nó mạnh dữ lắm mà. Lưới này mạnh lắm. Dễ bể bể lưới. Chị mà cũng dính rồi. Giang ông mèo dính. Kêu ông Tám, kêu ông Tám lại. Nó còn cũng dính cá mè nữa. Ông Tám thả có không? Chứ tôi giăng lưới dính cá mè đó. Giăng ốc mé có con cá mè đó. Cá mè này thường kích cỡ nó bự lắm mà. Mấy 20 kg. Con này là bé. Ôi. Quá khứ trận này rồi. Ngon lành. Quá đã quá đã. Ôi giăng em cá mè nữa nè. Ghê thiệt. Ốp mé. Trời vậy nó vô nó nằm cái là thấy khác liền ha. Thấy khác kích cỡ liền. Cá mè nó ngon nhất cái đầu. Dạ. Yeah. Cái mình không ngon hả? Mình không ngon không? Xương nhiều. Ôi cái nè. Vậy mà ông Táo thì ông Táo giăng toàn là cá ăn cá mè không á? Ông nãy giờ ông thả hai phát không biết có con nào không? Hồi lại nói với ông Tám, ông Tám văn có mang cá mè không chứ con văn ốp mé vậy mà con có con cá mè rồi đó. Nói gì đó? Kệ ai văn lưới neo văn. Văn ốp mé. Ai mình ốp? Ốp mé. Ốp mé xương xương thôi. Xương thôi. Xương xương thôi mà có cá đem gì à? Anh em nổ quá nổ bạn ơi. Lỗi chịu không nổi. Chẳng lòng mỏ dính nhiều mới đúng cho ta. Sơn luôn kìa. Ủa đây nữa nè. Chưa. Ghê chưa, ghê chưa. Cá hàng nghệ hay gì vậy? Đó. Dạ. Dạ. Quá khứ chặng này rồi. Quá rồi. Cá mè mà còn dính mà bới vậy. Ngồi dính cá hô luôn nè. Bởi vậy mấy cái này nhầm nhò gì. Cá mè mà cũng dính mà. Lưới mà dính cá hô rồi đặt cái lục ghi nét luôn á. Ủa chứ sao không dính cá hô? Cá hô lưới này dễ dính nổi. Nó chơi vui. Cá hô phải cái mặt lưới tệ lắm, phải hai tắc hơn à. Rồi đóng tùng đóng lưới rồi dính dễ dính. À, cá cóc. Cá sát luôn. Cóc đực luôn. Quá trời cá vậy. Cóc thiệt mà chứ không phải cóc đực. Cốc thiệt hả? Không phải cốc giả hả? Chứ không phải cốc giả. Cá sát. Sát dính nữa. Anh em răng lúc nào cũng sương sương ở trong vậy mà cũng lúc nào cũng thấy dính cá sát à. Bên này sao ta? Nghe tiếng đâu kêu không à? Có quay chưa thôi? Con có chạy không đó nha? Có sao không trời. Mày quay tao cũng nguy hiểm quá. Trời lúc trước bỏ có một lần cái clip đi thăm lợp thôi à. Nhắc hoài luôn á. Khúc Thu quay phim mình nguy hiểm lắm mà. Lúc trước bỏ con clip đó thôi. Đi về dân cầu đó cũng bỏ anh Khúc nữa. Phải không? Ừ. Nhưng mà cái Khúc đó lại là vớt con cá. Chỗ Khúc mình bịnh con cá sảy bạn. Rồi xong cuối clip nói bạn chứ. Ừ, ê, sảy cá bự lắm. Ủa đó bự quá trời luôn kìa. Sảy cá bự lắm mà rút buộc cái Khúc đó Khúc Thu đâu có quay đâu. Bởi đào đầu Khúc Thu lắm mà nguy hiểm lắm. Nhưng mà bỏ tí xíu à. Ừ, bỏ tí xíu. Còn lên nữa nè, Thu ơi, tập trung vào chuyên môn Thu ơi. Vô. Cá cóc à. Trời cái nè. Ừ. Không, ai nói chỗ này dính nhiều mà. Nó sệt
sơn xíu cũng dính lớn nổi. Còn cái thêm gì luôn không, cái mi 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 mày mới lớp cái gì lớp mầm trời trời cắn lứ cá vậy quá chị vậy à. Đi đi mày, nói không đưa em thả cho cá sơn sườn gai không, nó đụng vô nó chảy máu dảnh nữa nè, trời ơi chút xíu không nè, cá này cắn lưới quá chẳng đưa em thả cho, ngứa gần ngứa núi đưa em thả cho. Gì đưa em thả cho, chừng nha gai không đó nha, nó lòi nãy đã nghe. Rồi lòi mất tiêu, hồi nãy nó lợi cho nó chuối xuống gì nó cười á, cá mày vui nè biết nói không, chào bá lửa trời ơi. Cá mày vũ nè, các bạn nướng á. Cá nó dãy nước văng vô tới lỗ mũi luôn á. Cá này mày nướng chấm mắm gừng thôi, chảy mồ hôi lưỡi thiệt chứ phải chơi. Lên nữa không? Lên cá không? Đó. Kìa, thụ mày vúi bự đó. Chưa, thấy chưa? Mày vúi bự luôn phải không? Xứng đáng chứ. Mày vúi thì vúi luôn á. Vúi luôn, ăn là túi vúi luôn. À, đen với sơn khùng ra bụng ngủ làm cái chòi. Làm cái bè. Che cái ấy. Che cái lưới dạng nhiệt cái mát. Ừ. Làm sao gió thổi bài cái lưới dạng nhiệt không kém mày hai bay bãi xương luôn. Cậu lên cá nữa ơi, dảnh nữa. Mê dảnh. Nè dảnh. Dảnh. Còn nó chút xíu nữa là đi nữa rồi. Ghê không, ghê không. Ủa nó cắn dưới kìa. Dữ dằn thiệt chứ. Quá wow, nó chăng cái mỏ này mà chạy đâu có khó. Đây là hết luôn rồi. Ừ. Ngủ vậy. Trời ơi. Quá trời cá luôn rồi. Cá quá trời rồi. Nụ nụ luôn rồi. Kìa, kéo kìa. Gỡ thúi bóng luôn. Chịu không nổi luôn. Quá trời cá. Bữa nay đứng ra nước lớn á, nước nhiều á. Hôm mấy lần trước mình ra nước á, mấy cái mỏ này nó đâu có ngập đâu. Nãy ngập luôn. Nước lớn này cá nó vô cái bờ này nhiều. Thôi trời. Thì đại dùng mình thôi. Chút xíu nó phóng ra luôn á, cái xuồng này nó hơi bé á, nó phóng ra ngoài luôn á, nó phóng lên tới cái dành của cái xuồng luôn á. Có đó, nó phóng ra luôn rồi. Dễ phu sữa đẹp mày quay yeah. Quay. Về. Nay ra bà hết cá trong tiền mấy bà luôn. Trời ơi, ai lậu dữ vậy? Em không hả? Em thủ. Trời ơi. Cá thua quá. Chị canh kìa. Cá quá trời rồi. Còn con gì vậy? Mỗi lần ra đây là gỡ cá thú không tay bời. Lấy hết cá của chị anh về luôn. Thứ năm. Ta lướt đắt cho tám phần văn hộ tẩu bắt tiêu rồi. Đó. Ồ. Năm hỉnh. Quá vậy cá rồi. Mỗi lần hai em gỡ cá thì về không cần đến dãy luôn mà. Wow, dãy nó chốc hết luôn á. Trận cầm cá he nghệ kìa. Ngon ghê không, cá he nghệ nè. Chưa. đang ấy á. Đó kìa. Kìa. Ủa mày vúi rồi nè. Ôi. Ủa. Ôi. Cá nó con. Cái nào này phải không? Quá trời luôn. Kinh khủng không? Gỡ tôm trước hai ơi. Tôm. Gỡ con tôm trước đi. Rồi à, tính gì tính. Xin lỗi chị không nói. Tôi nói gò văn chỗ này lùm. Thương. Ôi rồi. Thương không tài luôn. Về đắp móng mới. Rồi mấy đầu mỏ nè. Cá nó vô mấy đầu mỏ nè. Trời cá nè ăn tiêu ruộng cá tôi trời. Cá nóc quá. Trời ơi ăn cá kìa. Ăn cá mình nè. Ăn trên đầu trên cổ mình vậy đó. Nay nó ăn đâu mất tiêu con cá tôi trời. Dính được con cá à. Mà nó ăn cũng ngơ chăng trên đầu trên cổ nó ăn luôn cái bụng rồi. Mày mấy
cá nó mít tới phao luôn cả nhà, ghé phao nè, kế bên luôn á. Mày vú này mập như ai kia à? Mập đâu. Vô đó mày. Giang ốc mé mà dính cái mè, hay thiệt. Trời, cái gì lưới hai trời. Mà cái gì dính lan. Dính cà nuôi gì nuôi vậy. Quá trời. Ra ra bào cá trong tiền lén hết. Lâu lâu bào ông chập. Lâu bào ông chập. Ra đây văn hoài cá trong tiền sao còn. Mốt sống cái bạc để cống Đồng Tháp quê tôi ra sống tiền. Giá lắm chỗ này ra bào hoài giống như văn đây nó cấm Đồng Tháp quê tôi ra văn lưới. Dạ cá quá trời cá vợ nhảy đền đạch luôn. Này cá bị dinh nè, nãy giờ mới thấy được con. Khó lạc. Ủa? Cá ngỡ sạch sẽ mày. Bóp đâm mạnh quá. Ăn ở sạch sẽ chứ. Lưới còn là dãy cá không ngự chứ. Rõ tài lưới này không đầy hết cái khoang rồi. Còn cái dảnh nó bự nè. Ồ cái dảnh nó mập kìa. Hết lưới rồi còn dính giả mang chứ. Cá đó mập á. Còn cá này mập luôn rồi. Chà ba lửa luôn. Năm khoang cũng dính lan hết. Quá trời. Hết lưới rồi còn dính ghê trời. Dính gõ dính. Gõ chứ nữa. Cái này sát cái rồi nè. Quá cứ dặn này rồi rửa cho sạch chút xíu không vài bữa thú quắc nữa quá trời dậy cá khó còn nữa không nổi lưới còn nữa nổi bao kìa. Ờ đúng rồi tới cái diện phao rồi rồi kìa kìa chút xíu nữa mày dính chút xíu nè rồi xong còn lấy hết chứ dính ghê không kết thúc chương trình cả nhà ơi còn tay nữa thôi lao còn tay lưới nữa đằng kia kìa kết thúc cái tay lưới này nè. Ừ, kết thúc tay lưới ai nó kết thúc cái gì? Ủa, cá gì ụt sau lưng vậy ha bự ghê ở đây thấy cá ụt hoài luôn cá là sao mà bình thường nhiều khi văng vậy chứ nó không dính kìa. Ồ quá trời là cả nhà ơi quá trời trời ơi ảnh nằm thấy khác người chứ người ta liền à nằm thấy khác liền. Dạ hai anh em mình lại kia thăm tay lưới nữa cả nhà thăm tay lưới thứ hai nữa mà ăn cũng đuối rồi bạn. Nhà 4 ngàn không hết rồi đó. Rồi đẩy ra lại đằng kia không. Ai sát bên luôn bơi luôn khỏi chạy máy. Tới luôn bác tài luôn, ơi. Bác tài ơi. Này vừa văng xéo vô là mỏ là cá dính lắm. Qua đây. Cá lại mấy đỏ này ghê không. Quá khứ dặn này rồi. Ồ nó dãy kìa, ồ mấy cá nó dãy quá trời dãy. Tờ đen. Đen tờ mít. Ủa lưới đó là lưới giải nhiệt á trời. Lưới giải nhiệt á, nóng á. Công trình nó lâu vô nó lột luôn lắm đó. Dục quá, mình không lụm mưa mốt với tứ thì sao kéo. Ăn quả nữa. Lưới hả? Tới luôn, tới luôn. Bắt đầu tới tay lưới thứ hai thôi. Tay lưới này gỡ cá mỗi tay nữa nè. Địa điểm quyền hội nè. Dạ đi kéo mấy cái lưới nèo rồi. Ủa mấy cái lưới B40 à? B40 á, lưới hư đó, mấy cái gà cạo cạo đâu đó. À. Bị đứt á. Rồi ba ơi, cái lưới nèo dính á, rồi ba ủi ba đem về đây nè. Còn dài với trời. Thôi cái phao. Cái phao quá trời dài. Đó, tới rồi đó. Bắt đây hết cá cho bà luôn mà không có cá bà cho khô khô bà ăn luôn.